không nhiều lắm. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải em ơi. Nói chung là lần này thì sau hồi suy nghĩ thì Khải định ép Đại Lương Thiên Quang để lấy chí mạng. Nhưng mà sau một suy nghĩ thì Khải nghĩ Khải chủ đạo vẫn là đánh Tống Kim rồi giao lưu cũng như là solo với con lôn võ đan này nọ. Nếu mà không hiểu ứng chón thì sẽ thua. Nên là Khải quyết định mua Đại Lương Ban Hàng và không ép Đại Lương Thiên Quang nha em. Khải mua Đại Lương Ban Hàng Match of 3 cấp 45-44-29 đó. Và Khải sẽ không ép Đại Lương Thiên Quang. Tại vì tính sơ qua ép Đại Lương Thiên Quang khoảng tốn khoảng 27 kim để ép Đại Lương Thiên Quang. 27 kim để ép Đại Lương Thiên Quang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ôi sao thiếu rồi ta. Lại. Thì Khải mua Đại Lương này với 19 kim nè. 19 kim. Lấy Đại Lương Thiên Quang thì 80 chón hả? 80 chón Khải nghĩ không nên thua nè em ơi. Tầm này con Long Đao nó full đổ rồi. Mà với 80 chón đổi với solo cho nó không đánh không lại đâu nè. Đổi với solo anh em chưa biết chứ đánh không lại. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 18, 2, 4, 6, 8, 10. Đúng không ta? 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 8, 19. 19 cục. Đó. Một Đại Lương mát đỏ 19 cục. Nói chung là ép á thì chưa chắc cho nó đã mát. Khải khẳng định với em là với ép thì chưa chắc là nó đã mát chí mạng 5. Mà nếu nó ra 3 thì coi như mình thất bại hoàn toàn. Tại vì với 3% thì nó cũng trả lớn bao nhiêu. Như Khải nhìn vào cái chống phái này nè. Hiện tại chống phái Khải là có 36 chống phái. Thì mỗi cấp chống phái chỉ lên 1 chí mạng thôi. Thì Khải nghĩ 1 chí mạng thì cho dù nó lên được 3 chí mạng cho đến 4 chí mạng, cho đến 5 chí mạng đi, thì Khải nghĩ nó cũng đâu vào đó. Tại vì ở server này á thì cái chí mạng của đường môn hiện tại bây giờ nha, sau này Khải không biết. Hiện tại Khải không biết mà chí mạng á của đường môn nó đang hoàn toàn dựa vào con năm độc đó. Nên là Khải có năm độc rồi, nên là Khải nghĩ là đỡ mà đi ép cái đây Thiên Quang thì cũng ok thôi. Nhưng mà nó là thiếu hiệu ứng chón nè, hiệu ứng chón nó thiếu. Thà giờ mà Khải đỡ số tiền này Khải ép bao tay địa phát, ép bao tay địa phát hay hơn đó. Giờ Khải chỉ chiến bao tay địa phát nữa nó xong, ok chưa? Đó, quá ok luôn anh em. Bao tay địa phát nữa xong thôi. Đúng rồi, thêm bao tay địa phát hoặc là bao tay Thiên Quang, mà bao tay Thiên Quang server này không có nè. Bao tay Thiên Quang server này không có. Họ được Khải lên đảo nữa. Thì với Đại Lương này thì nếu mà đen á thì anh em mua một cái rương như lúc nãy trong ban đấu là 9 kim rưỡi. Đó, gọi là đen nha. Như một cái rương này. Rương lúc nãy là anh em trong ban đấu là 9 kim 4. Đấy. 9 kim 4 đấy, 9 kim 4 kèm theo 2 kim nữa là 11 kim 4. 11 kim 4 có thở mở ra Đại Lương Ban Hàng, đúng chưa? Cũng có thở mở ra Đại Lương Thiếu Lâm, cũng có thở mở ra Đại Lương Cung luôn. Lôi khung và cũng có thể mở ra những cái áo này nọ, nhưng mà chưa chắc mình đấu giá cái rương đó để mình mở ra 100% Đại Lương nè. Nên là Khải nghĩ là với giá 19 kim của Đại Lương này thì Khải nghĩ nó không hợp lý rồi, mắt ộp hợp lý rồi đó. Bây giờ là Khải sẽ cố gắng ép bao tay địa phách đó, ép bao tay địa phách. Nói chung anh em mà không có hướng chón á thì đánh Tống Kim không được, khẳng định với em luôn. Lúc nãy Khải 40 chón không thể nào nhấc tay nổi luôn nè. Đón chón chết, chón chết. Trong khi đó còn luôn xét nó thả mình, chị cũng nói đó. Lúc nãy Khải bán Đại Lương Xuân Tinh rồi Khải mua về cái Đại Lương Ban Hàng đó. Ok rồi, ok thôi. Bây giờ thì Khải lên đảo tinh hồng không đó. Mang Đại Lương này lá hiệu ứng chó ngay tinh sau, cứ lá hiệu ứng chó ngay quýnh cho nó sướng nè. Không hiệu ứng chó giờ chết lắm, hơn là hôm nay cũng đánh được Tống Kim top 7 á. Chứ không đâu, không top 7 nữa ai chịu nói. Hello này mới vô nha. Hello mọi người. Mới mua. Đó, như Đại Lương Thiên Quang này, hiện tại để anh em so sánh thì Đại Lương Thiên Quang thì nó sẽ có đó là làm chậm phòng thủ lý. Đại Lương này của Baby Sát đó, làm chậm phòng thủ lý và chí mạng đó. Thì nếu được ép Đại Lương này thì nó chi phí khoảng, nó tốn khoảng tầm 26 đến 27 kim. Tại vì ở trong này Khải cũng định ép này nè, chứ không phải Khải không muốn ép đâu này. Khải có sẵn phôi phổ các kiểu luôn nè, bí kíp các kiểu này thấy chưa. Đó, Thiên Quang xâm la thúc yêu nè, 8887. Thì nói chung đỡ ép cái lưng này thì nó tốn khoảng tầm hơn 25 đến 26 kim. Nhưng mà Khải nghĩ để xài Đại Lương này hợp lý hơn, lấy hiệu ứng chón nó lại hay hơn. Tại vì mình là một người thích solo cũng như là mình thích Tống Kim, thì đỡ một solo với Tống Kim thì Khải nghĩ tầm với hiện tại bây giờ là Côn Long Đao này full đồn kim phái, võ đang full đồn kim phái rồi mà mình không hiểu ứng chón là mình thua đó, không hiểu ứng chón là mình thua. Nên là Khải mang hiệu ứng chón
Tại vì sao anh em cứ đơn giản suy nghĩ vậy thôi. Đó, ok anh em ơi. Khải mua ít tinh hồng hay lương đào á. Nên là nhiều anh em thắc mắc tại sao không đi ép đai lưng thiên quang mà lại đi mua đai lưng bán hàng. Nói chung là đai lưng nào cũng nó cũng có cái lợi. Nhưng mà Khải nghĩ những lợi nhất vẫn là hiệu ứng chó. Còn cái sắc cái chí mạng 5 đến 5, 3 đến 5% kia Khải nghĩ mình chủ đạo nhờ hết vào năm độc nên là không quan tâm lắm nữa. Chủ đạo nhờ hết năm độc. Nên là Khải nghĩ giờ là ok rồi. Anh em thấy ok không? Đó, tại vì anh em nào đã chơi đường môn anh em sẽ biết. Rồi, ok, và hiện tại Khải lên đảo ở đai lưng này thì Khải đang có cho mình 80 chón nha anh em. Đó. Hiện tại Khải đang muốn là lên 120 chón luôn chứ không phải 80 chón đâu mọi người. Khải đang muốn là 120 chón luôn nè. Với lại có vẻ máu hơi thấp. Có lại vẻ máu hơi thấp nè mà. Khải sẽ dùng thêm một ít máu nha. Có lẽ máu hơi thấp là thiệt luôn nè, máu hơi thấp. Hôm nay đang tốn kiềm cảm giác. Đam thì khỏe đấy. Nhưng mà chất yếu quá. Đó, ok chưa? Đúng rồi, chất yếu lắm anh em ơi. Bị chón cái chết liền, nghĩ sao con lông xét mà nó tha cái Khải mấy cái Khải chết. Anh em cứ nghĩ đi, Khải cũng sợ chứ đâu phải không sợ đâu. Khải vẫn sợ con lông xét đấy, đừng có đùa. Thôi, lần này thì Khải bỏ cái mặt nạ ra đi. Lúc nãy thì lực tay Khải 9.1, giờ Khải giảm bớt. Khải giảm bớt và Khải mang mặt nạ cũng như là theo Thiếu Lâm. Chứ không thể nào mà đánh cái kiểu máu ít. Máu ít được này, máu 4k2, không thể nào chịu đam nổi. Anh em thấy trọng rồi, tống kim Khải có test đâu. Nếu anh em nào mà chơi thuần đường môn hoặc chơi long năm hoặc là chơi theo cái kiểu theo server thì anh em sẽ rõ. Nên là Khải nghĩ lần này Khải sẽ giảm bớt lực tay lại một tí. Có thể là lực tay tầm 8k5 thôi. Đó. Và Khải sẽ đẩy máu lên một chút. Chỗ này cái gì mà đụng cái chết. Không làm được gì hơn là chưa top 1 tử vong nha. Lúc nãy hơn là top 7 mà chết chỉ mới có 10 chết chỉ mới 28 mạng thôi. Đó, ok, máu 48. Ok chưa? Mua đai lưng vừa rồi mua 4k 19k này em ơi. Này Khải tăng 8k7 thôi. Nói chung ok, được Khải đưa lên 8k7. Hồi nãy nó 9k1 lận, nãy lực tay Khải 9k1 lận. Giờ Khải đưa lực tay lên 8k7 đi, này 8k5 hít đúng không? 8k7. Ok, 10 Nói chung là anh em chơi server nào cũng vậy thôi. Mỗi cách chơi anh em có mỗi cách tăng điểm khác nhau. Tăng hố mất vài điểm à. Mỗi server nó mỗi cách khác nhau. Với lại server nó đang chuẩn phái gì thì mình nên nhẹ gì phải đó. Mình tính toán một tí. Hiện tại bây giờ server con long đao nó khóc là nhiều. Võ đao cũng vậy. Không hiểu con chó toàn bị chết. Toàn bị chết yếu thôi. Cứ chó ngay Thiếu Lâm chém chết. Chó Thiếu Lâm chém chết. Rồi, à, ok. Rồi, à, đẹp rồi. Rồi, ok, máu 4k6 được rồi anh em ơi. Rồi, hiện tại lực tay Khải là 7k5 và 8k7. Đó, ok chưa? Hiện tại lách độc thì Khải nhờ vào năm độc anh em. Khải nhờ cũng năm độc phụ lách thôi. Nên là Khải không cần chí mạng, nên là cái lưng không cần, Khải không cần đại lưng thiên quang. Khải lấy hiệu ứng chón kèm cho mình 80 chón và 120 chậm. Đấy. 120 chậm, 80 chón, đó. Sau này mua thêm được bao tay địa phát nữa thì Khải lên được 120 chón và 120 chậm thì lúc đó Khải nghĩ đánh tống kim nó sẽ ok hơn nè. Nói ok không? Rồi. Hiện tại bây giờ lực tay Khải chuẩn 8k7 này. Rồi giờ mang mặt nạ vô 9k4 kèm Thiếu Lâm có thể lên 10k. Hợp lý rồi, tầm này là ok rồi em ơi. Đó. Rồi ok. Có thể bán phong đâu. Mua thêm mít phong nữa. Anh combo. Khả năng đi đôi giày chón kháng hỏ nè mời. Chón kháng hỏ lại 40 chón. Đó. Rồi. Cái chí mạng là nhờ vào năm độc rồi phúc gia bảo ơi. Nhờ năm độc nó phụ đam bùa vào là khả chí mạng từ năm độc rồi nè. Hôm nay Khả đánh cũng nhờ năm độc thôi chứ Khả sao mà kết thúc được nhiều như vậy được. Nếu đọc cứ bùa xong là Khải dứt điểm thôi, cứ bùa xong Khải dứt điểm thôi. Cứ bùa xong Khải dứt điểm thôi. Cứ bùa xong Khải dứt điểm thôi. Đó, nói chung tầm này là như Khải gì đó, Khải tăng thêm 400 máu và giảm đi tăng 400 máu và giảm 400 lực tay. Đó.
400 máu dẫn 400 lượt tây. Ok không Nam? Giờ là ok chưa Nam? 8.7 nó cũng đạt mốc nữa. Ừ, xe Khải chưa có sơn hà đường môn Nguyễn Hoàng Hiếu ơi. Nếu có sơn hà đường môn thì máu khỏi Khải còn 4.9. Ừ, mới mua đai Nam ơi, mới mua đai. Đó, nói chung là cái đai khá đẹp, mắt 3 cấp. Ôi, anh em nhìn này. Trời ơi. Đường môn ám khí 6 điểm. Đó, lần 28 đường môn ám khí. Rồi, được chưa? Không ok nha. Dạ là ok rồi đó. Máu cũng phải tương đối với này, máu 42 giờ chết quá anh em ơi. Máu 42 đụng ở chết, đâu đánh được đâu. Không đánh được luôn. Với lại cái đai hồng kim này nè, máu nó khá là nhiều rồi anh em. Có chứ, trời ơi, chiến mạng nó có sẵn rồi nè. Lúc nãy thì chiến mạng vẫn 29 thôi, vẫn có top 7 mà kim huyết lệ. Chiến mạng lúc nãy vẫn là 29 thôi, nhưng mà vẫn kết được mạng đó, đơn giản mà, bình thường mà. Đây cái nỏ này em ơi, nỏ mắt ọ. Nỏ này mắt ọ. Cái nỏ này tốc chí mạng 3 cấp. Kèm với kỹ năng vốn có 2 cấp là đặt móc nha Nam. Đặt móc cho tốc độ đánh. Móc tốc độ đánh. Rồi ok rồi. Đó, 9k4. Sao yếu được. Yếu mà, tao đang chăm yếu mà. Đưa lên 9k đi. Này 9k1 anh Nam. Anh em bảo yếu. Đồ này 9k1 chết như ngán luôn em, không đánh được. Không đánh được anh em. À, anh em đòi lực tay quá xong chết nữa. Không, do này con Nam Độc kia là Nam Độc nó chuyên trưởng anh em. Ngày mai Khải sẽ vác Nam Độc của Khải. Không có vác Nam Độc đó nữa. Nam Độc kia Nam Độc chuyên trưởng rồi. Nên kết mạng là đúng rồi. 9k đi. Đồ. Từ từ nha, đủ tính ra điểm tăng nhiều dữ ta. 9k thân pháp, muốn 9k lực tây à. Hơi bị canh luôn á, độ tầm này xấy vô có khi là tự độc tử luôn nè. Đúng rồi. 9k, 8k7 là hợp lý rồi, đem rồi 9k. 9k tính ra giảm quan trăm lực tây thôi. Mà đẩy lên được bao nhiêu máu nè. Này mới 4k2 thôi. Với 9k1 thì 4k2 thôi nè. Rồi 9k. Máu nhiều. Trời. Máu này như cũ sao mà đánh được. Thiệt anh em luôn. Nói chung là không đánh được đâu. Anh em tầm này không đánh được. Đụng cái chết mà nãy đánh xuống kia biết rồi, không đánh được. Anh em tham đam làm gì, trong khi đó có con Nam Độc nó phụ đam rồi, con Nam Độc chỉ cần sốc độc cho Khải là Khải giết rồi. Nói chung là đỡ cái Khải trải nghiệm đi. Tại vì lúc nãy Khải là tăng 9k1 lực tây rồi, không đánh được. Đánh thì đánh được ok, top 7 cũng ok rồi, nhưng mà cảm giác bị đối phương đụng cái chết, đụng một cái chết, khó chịu lắm. Máu dần máu không có ấy. Nên là Khải nghĩ Khải tăng 8k7 cái đặt móc là đẹp rồi. Còn lại là Khải dùng máu để có thể chủ đam, ví dụ như mình bị người ta đánh mình có thể lướt mình chạy vô khác nữa. Nói chung là nhiều góp ý của anh em thì cứ đỡ Khải trải nghiệm, anh em chúng ta cùng trải nghiệm vào nào lúc nào đó thì chúng ta sẽ cùng nhau lên đạo tiếp. Đó, tại vì một lần lên đạo tốn có bao nhiêu đâu, có 50 xu đâu. Đó, Khải nghĩ là giờ là hợp lý nhất. Đó. Giờ là hợp lý nhất. Đúng rồi, sơn hà với bao tây nữa là đẹp. Rồi sơn hà bao tây nữa là tính sâu Hải Minh đây, cái đó tính sâu đi. Này độ anh em không dùng máu giờ chết lắm. Nói chung là lực tây thì có cũng đường môn rồi, quân có cũng Nam Độc rồi. Ok, dứt điểm rồi đây. Ít nhất phải như thế này anh em. Còn hàng là 9k, độ 9k thì máu có 4k2 sao mà đánh. Hiện tại hôm nay là Khải mất đi dòng Evan nữa. Chung là Khải nghĩ là như thế này là ổn định rồi đấy. Nè Khải mang hơi mạch nạ. Được đây 9k4 thấy chưa. Vẽ bao tay á. Bao tay á, bao tay phải đi từ từ nè. Tầm này chưa thiếu một lắm một tịch này nọ. Được rồi. Ok được quá. Vẫn thấy máu yếu mà. Tầm này Khải nghĩ ok anh em. Khải cố gắng lên. Giờ là ok rồi đấy. Rồi nói chung là tầm này 80 chó nha Nam. Đó ngày mai tiếp tục trải nghiệm tiếp một trận tổng kim nữa. Rồi. Đó như thế này thôi. Mai tiếp tục quốc tiếp. Rồi ok xuống đảo anh em ơi. Đó nói chung là xong hồi anh em tư vấn này qua lại thì chúng ta cảm thấy như vậy là ok rồi. Còn không ổn thì phải tính tiếp.
Máu 5k. Máu không đủ 5k anh ơi. Đồ tăng lực tay dữ quá, không đủ 5k. Không đủ 5k luôn á. Lúc nãy em đánh tông kim 4k2 thôi. Gì mà thiếu lâm đụng cá chết, thiếu lâm đụng cá chết luôn. Không làm được gì luôn. Cứ thiếu lâm cái băng bỏng đụng một cái chết, đụng một cái chết. Nói chung là tầm này Khải vừa tăng thêm 400 máu rồi nè. Khải nghĩ là đi kèm với Nga My máu 8k là ok rồi đấy. Rồi, gì à, xuống đảo lần sau. Hiện tại bây giờ đây là gọi là tăng 73 cũng tương đối là 6473 rồi đó. Rồi, ok, Khải gì điện boss các em ơi. Được quá. Rồi, rời khỏi nơi quỷ quái này. À, nếu không ổn thì lần sau Khải lên đảo tiếp nè. Tại vì một lần tải tỷ thì nó tốn chỉ 100 xu thôi nè. Khá rẻ. Ok, cho boss cái. Khá rẻ. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi video và nãy giờ chúng ta đã tư vấn ok rồi. Thì cứ đỡ Khải trải nghiệm đi, không ổn thì mình sẽ tính tiếp nha. Đó. Hiện tại đang mất 3 đường, dư 34 điểm rồi tăng sân hà đó nè.